Bản lĩnh, sức mạnh là hai yếu tố quan trọng hàng đầu, bắt buộc kẻ đầu đàn nào cũng phải có. Con khỉ đầu chó đầu đàn đang áp sát bố nêm nhà báo săn Kepa. Những kẻ săn mồi này đang ở trong khu vực kiếm ăn của đàn khỉ, nên chúng không được chào đón ở đây. Báo săn Kepa là thú săn mồi rất nhút nhát. Chúng không bao giờ thích chiến tranh vì sự dính chấn thương. Chúng đang dần dần rút lui để tránh xa đàn khỉ đầu chó. Con khỉ đầu đàn rất quả quyết. Nó đơn thương độc mã lao về phía kẻ săn mồi. Tất cả thành viên đang dõi theo vị thủ lĩnh của mình. Anh em nhà báo săn biết rất rõ, khỉ đầu chó là một thế lực hung hãn ở lục địa đen. Quan trọng hơn, khi một con báo săn trưởng thành đối đầu với một con khỉ đầu chó đực trưởng thành, thì báo săn không bao giờ có cơ hội thắng. Thậm chí, báo săn thất bại và dính chấn thương nặng nề, có thể mất mạng. Trong trường hợp này, khỉ đầu đàn đang được nhiều khỉ đầu chó khác hộ tống. Bỏ chạy là cách khôn ngoan nhất của bốn anh em nhà báo săn. Tuy nhiên, danh dự và lòng tự tôn của báo săn bị khỉ đầu chó coi không ra gì. Một con báo đã quay ngược 360 độ trở lại. Nó đập mạnh hai chân xuống dưới đất, vừa hù dọa, vừa tỏ ra sự bực tức. Hành động đó chẳng khác gì muốn khiêu chiến. Tất nhiên, kẻ đầu đàn giàu sức mạnh này chẳng có việc gì phải sợ, bởi nó dư sức để đánh bay một con báo săn cỡ lớn như thế này. Chưa kể, anh em của nó đã sẵn sàng để giao tranh. Kẻ đầu đàn ra đồn trực diện vào kẻ địch. Lòng tự tôn của con báo bị vùi dập không thương tiếc. Nó chính thức rời đi trong bất lực. Nhưng công việc của khỉ đầu đàn vẫn chưa xong, bởi báo là loài hoang dã rất tinh khôn. Nếu nó kích bày tấn công công khai thất bại, thì nó sẽ chuyển sang đơn độc rình rập. Cho nên kẻ đầu đàn liên tục sử dụng tư thế đứng cao để quan sát. Sau đó, nó tìm hướng để các thành viên di chuyển đến khu vực an toàn hơn.